xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Nhớ TV của mình. Thì Nhớ xin chúc tất cả ông bà, cô chú, anh chị, các bạn và các em nhỏ tôi dồi dào sức khỏe và có một ngày mới vui vẻ nha. Thì ngày hôm nay mình vui nha, sẽ gửi tới các bạn một cái món ẩm thực rất là ngon, hấp dẫn và lại bổ dưỡng nữa. Đó chính là cái món gà quê lu nha. Ủa, gà quê lu là gì anh hai? Trời ơi, gà quê lu cũng không biết nữa, để anh hai giải thích chưa? Là con gà mình bỏ vô cái lu mình nướng á, chừng nào nó chín thì mình thưởng thức thôi. Dạ. Rất là dễ luôn. Dạ. Ôi, một măng này cũng bự quá, nhân nó cao hơn mình đó kìa. Dạ. Anh hai ơi, một măng này ăn được không? Trời ơi, cái cây này em sắp thành cây tre luôn rồi, ăn gì nữa em. Thôi giờ mình đi làm thôi. Let's go. Rồi các bạn ơi, kế tiếp là mình sẽ ướp gà nha. Đây, con gà của mình đây. Đó. Wow, hai con hả anh hai? Mỗi người một con đúng không? Đúng rồi em. Rồi bây giờ mình sẽ băm tỏi ra để ướp gà nha các bạn. Hai con gà siêu to luôn á. Rồi cắt cái đầu ra ăn cái các bạn ơi. Rồi mình đập nó nha. A few moments later. Trời ơi, xui luôn các bạn ơi, đang nấu ăn nè. Xe ghé lại nó dừng trước cửa nhà mình á. Thúi quá chị, thúi luôn à. Đúng rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ tỏi của mình nó cũng mình cũng đã băm nhuyễn rồi, bây giờ mình sẽ cho vô cái thau để mình ướp nha. Đây, cho vô. Rồi sau đó mình sẽ cho một muỗng canh nước mắm vô luôn nha các bạn. Đây. Rồi cho vô. Anh hai cho có muỗng em ơi. Rồi kế tiếp mình sẽ cho một xíu bột ngọt cho các bạn. Rồi. Và cuối cùng đó chính là sa tế tôm là không thể thiếu được nha. Cho vô luôn. Anh hai ơi, lắc lắc lên. À quên nữa, mai là có hôn nhân nhắc các bạn ơi. Rồi. Cho vô luôn các bạn ơi. Anh hai cho ít thôi. Sao hả? Tại vì em ăn cay không nổi. À anh hai quên nữa. Ít hết thôi. Thôi như đây được rồi ha. Dạ. Rồi. Bây giờ mình sẽ đeo bao tay vô nha các bạn. Rồi trộn cho nó đều lên. Rồi đeo bao tay vô. Trộn cho gia vị nó thấm vô tỏi nè các bạn. Ừ, đổ quét luôn. Thơm không nhân? Dạ thơm. Nhìn là cũng chảy nước miếng luôn rồi đó. Ừ. Hỏi nó nồng. Rồi kế tiếp mình sẽ cho hai con gà này vô ướp luôn nha các bạn. Vô đi ướp thôi. Đây, cho nó vô để nó qua một bên. Không, mình sẽ ướp nó nha, chay nó ra. Trời ơi, nhìn rồi nó thèm luôn kìa các bạn. Trời ơi. Thèm không Nhân? Dạ thèm. Ôi ôi, cái đồ của nó nè Nhân ơi. Anh hai chiếc bên trong á. Anh hai chiếc điệu hết trơn á em ơi, đừng có lo. Dạ. Thêm miếng nữa, chiếc bên trong coi thơm các bạn ơi. Nó đổ quét hết trơn nè các bạn ơi. Rồi mình để qua ăn bên đây các bạn ơi. Kế tiếp mình sẽ cho con thứ hai vô luôn nha. Đây. Cho nó vô luôn các bạn ơi. Đó, đổ quét luôn. Nhìn là cũng chảy nước miếng. Đã. Nướng xong nha. Ăn cắn vô nha. Bá cháy một cháy luôn. Trời ơi, dữ à. Ủa hú Nhân thèm dữ lắm hả hú Nhân? Dạ. Ăn này rất là đã luôn á nha. Gà này là gà tre nha các bạn. Hết sảy con bò bảy luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ để con gà này cho nó thấm gia vị đầy đủ trong nửa tí nha các bạn. Còn bây giờ mình với hú Nhân sẽ đi nhúm lửa than. Đi hú Nhân ơi. Let's go. Đi thôi. Dạ. Ở đâu rồi? Chiếm với bên hai rồi. Dạ. Kiếm bản nha, bên bản kìa. Dạ. À đâu có rồi Nhân ơi, đây nè. Đâu? Nó nằm trong đây nè Nhân ơi. Đây rồi, đem đi thôi. Let's go. Cửa này đi. Này nè. Rồi bây giờ hai anh em mình sẽ đi kiếm củi để nhúm lửa nha các bạn. Đi thôi. Bên đây nè. Củi rồi Nhân. Ương cổi đây. Dạ. Bước lá dừa, chút nữa nhúm lửa thôi.
Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nhúng lửa luôn nha các bạn. Để đây đi Nhân ơi. À, có luôn rồi đó. Rồi bẻ củi ra thôi. Dạ. Bẻ nhỏ nhỏ thôi các bạn ơi. Rồi mình để vô thôi. Ở đây dố các bạn, mình nghi là nhúng lửa không được đâu. Cho nên bây giờ hai anh em mình sẽ đi tìm chỗ khác nha các bạn. Đi thôi Nhân ơi. Dạ. Thì để hai bưng cái lò cho, con Nhân bưng mé này đi nha. Dạ. Cuối cùng hai anh em mình đã chọn được cái vị trí là gần mé sông nha các bạn. Ở đây là ít gió lắm, đúng không Nhân? Dạ đúng. Rồi bây giờ mình sẽ nhúng lửa luôn nha. Rồi. Nhúng lửa, xong rồi chút nữa sẽ để than vô. Quá. Trời ơi, quạt nãy giờ mà than nó chưa đỏ lắm các bạn ơi. Không biết quạt nó chẹt than đỏ chưa nữa đúng không nhỉ? Dạ đúng rồi. Mệt không? Nãy giờ mệt không? Trời ơi. Đó bạn ơi, cuối cùng thì anh em mình quạt nãy giờ đã có lửa than rồi nha. Bây giờ hai anh em mình sẽ đi vô khiêng cái lu ra để nướng nha. Đi thôi Nhân ơi. Đi thôi các bạn ơi. Anh hai để đó Nhân, anh hai rửa sạch rồi đó. Rồi, bây giờ không Nhân, tiếp anh hai khiêng cái lu ra ngoài hè nha. Dạ. Cẩn thận nha. Dạ. Nó bể đó. Đi, từ từ thôi. Từ từ thôi. Rồi buông cái tay dưới đây nè, để anh hai để xuống rồi Nhân ơi. Dạ. Đó, nóng nóng quá các bạn ơi. Rồi đi vô lấy gà với anh hai. Thôi bây giờ mình sẽ đem con gà của mình đi nướng nha. Đây, hai con gà của mình chắc nó thấm đều hết trơn hả Nhân? Dạ. Đây mình chét chét nó lên còn tỏi nè các bạn. Mình chét lên lại lần nữa rồi mình hả đem nó ra nướng nha. Đây còn bên kia luôn các bạn ơi. Rồi đưa bóp cho anh hai Nhân ơi. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ móc vô con gà để móc vô cái lu đựng đi nướng nha các bạn. Đó giả dạ không Nhân? Dạ. cầm giùm anh hai đi chắc nha. Rồi còn con này luôn nha các bạn, móc vô. Mỗi người cầm một con đi. Rồi, đem ra ngoài nướng thôi. Đi thôi Nhân ơi. Dạ. Rồi đem gà con Nhân ơi. Dạ. Đây bây giờ mình sẽ máng hai con gà vô cái lu nha các bạn. Đó, cho nó vô thôi. Ở đây mình là có làm một cái đồ để máng nè các bạn. Để Hú Nhân anh hai. Để anh hai làm nè, Hú Nhân đừng có làm. Nóng dữ lắm, nguy hiểm đó. Dạ. Rồi, Nhân chạy vô chổng lấy cái nắp nào bự nhất trong nhà của mình đem ra đây Nhân ơi. Dạ. Đó, nướng vậy á rất là chín mà ngon lắm luôn các bạn ơi. Hai đưa nắp cho anh hai. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ để nó trong đây khoảng 15 phút. Và đúng 15 phút thì mình sẽ ra chở từng mặt của con gà để nướng cho chín đều hết trơn nha các bạn. Đi thôi Nhân ơi. A few moments later. Rồi đi ra coi gà đi Nhân ơi. Để hai dở ra con gà chín thôi nha. Dạ. Ôi ôi, nó vàng khè kìa Nhân ơi. Dạ. Đây nè, em có thể là nhìn thấy không? Đó. Để anh hai móc con gà ra, để anh hai quét thêm một cái lớp dầu đều lên nữa cho nó bóng con gà của mình nha. Dạ. Rồi. Mình sẽ đem con gà này vô quét thêm một lớp nữa nha các bạn. Đi vô Nhân ơi. Dạ. Đây các bạn ơi, bây giờ mình sẽ quét lên con gà của mình nha. Trời ơi thịt nó săn chắc dữ lắm luôn các bạn ơi. Đây
nó nóng dữ lắm cho nên mới dùng cọng dây chì nè các bạn. Đây, để mình quét sau lưng của nó coi ha nha. Dạ. Quét lên cánh rồi lên cổ đầu. Nó thơm không nha? Thơm không? Dạ thơm. Rồi, sau khi mình đã quét xong bây giờ mình sẽ cho con gà vô lại nha. Ui. Nóng không nha? Nóng ha. Dạ. Nè, quay qua đây mới được. Ui. Rồi, tới con thứ hai luôn nha các bạn. Ra đây em trai à. Con này là bự nhất luôn. Đó, đem đi quét nha. Đi. Để đây thôi các bạn ơi. Quét thôi. Đây. Anh hai để em quét cho. Thôi, ba cái này nóng lắm để anh hai làm cho ha. Dạ. Đó, quét cổ xuống nè, cánh nè, rồi đùi nữa nha anh ơi. Dạ. Đây, thịt nè, thịt của nó nè các bạn. Lội quá trời luôn nè. Anh hai quét ở đây nè. Anh hai sẽ nhớ mà. Đem ra nè, cái con thứ hai nha các bạn. Cho nó vô lại trời. Ui ui. Thì cho nó xuống nè các bạn ơi. Cho nó xuống thôi. Bây giờ mình lấy cọng dây chì của mình ra. Đó, bây giờ mình sẽ để hai máy trong 15 phút nữa nha các bạn. Rồi các bạn ơi, trong khi chờ gà chín thì anh em mình sẽ làm một cái chén nước chấm thần thánh nha, cầm nha. Dạ. Đây, bây giờ mình sẽ bỏ muối vô nha các bạn. Để muối vô, nhiều muối á, nó mới đã. Rồi, bỏ trái ớt luôn nha. Đây là trái ớt nè các bạn. Cho nó vô. Xong rồi cho bột ngọt, rồi cho đường vô các bạn ơi. Mở nắp đường ra giùm anh hai nha ơi. Dạ. Rồi, để anh hai. Trời ơi, mở keo đường mà không nổi nữa. Đây, để anh hai cho đường ha. Dạ. Cho miếng đường các bạn ơi. Rồi, sau đó mình sẽ đâm cho nó nhuyễn ra nha các bạn. Để em. Trời ơi, được không đó? Dạ được. Đây, để anh hai chơi. Đâm nữa ha, mình sẽ dắt hạnh vô nha các bạn. Rất là thơm. Chua lắm luôn các bạn ơi. Mà nó cay cay đã lắm luôn. A few moments later. Rồi, đi lấy gà nha anh ơi. Dạ. Nãy giờ cũng khoảng 1 tiếng rồi các bạn ơi. Bây giờ hai anh em mình sẽ bắt đầu lấy hai con gà ra để thưởng thức nha. Ôi, chín rồi. Thơm quá anh hai ơi. Ôi, để mình lấy con gà cho bạn xem nha. Đây. Con gà nó đã chín rồi. Một em cho vô cái thau của mình luôn nha. Ôi, nằm xuống. Tới em thứ hai nha. Đây, để anh Hà lấy ra Nhân ơi. Để anh Hà lấy gà cái. Rồi, được rồi Nhân ơi. Dạ. Đây, em gà thứ hai nha các bạn. Nhìn cũng chảy nước miếng luôn. Thơm. Cho vô cái thau luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ đem đi vô luôn nha các bạn. Vô Nhân ơi. Yeah.
Rồi các bạn ơi, cuối cùng thì mình cũng đã làm xong cái món của mình rồi. Rồi, rất là hấp dẫn các bạn ơi. Thì bữa hổm á, mình có đọc được vài cái comment của vài bạn. Mấy bạn kêu là anh Ngáo ơi, anh hãy làm gà nướng nguyên con đi. Đó, thì ngày hôm nay mình đã thực hành cái đó của bạn rồi. Ngày hôm nay mình sẽ làm một cái món, đó chính là gà quay lu nguyên con nha các bạn. Mà siêu cay luôn đó. Thì mình đã làm theo ý kiến của các bạn rồi. Các bạn còn chần chờ gì nữa mà không chia sẻ cái video này cho các bạn khác cùng xem đi các bạn. Nhớ nhấn vào đăng ký, like, chuông để ủng hộ kênh Nhá TV của mình. Kênh của mình hiện tại là sớm đạt gần đạt từ 300.000 người đăng ký à. Mình mong các bạn hãy chia sẻ cho bác, có cho các bạn khác cùng xem, để các bạn ấy còn vô video của mình xem, rồi còn đăng ký để mình sớm đạt được 300.000 người đăng ký nữa. Rồi không nha. Xé gà rồi em mời tất cả các bạn cùng ăn với anh em mình nha. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ nặn cái hạnh này vô cái chén muối của mình nha bạn. Chén muối thần thánh nha. Đây, cho nó vô đây. Ôi ôi, nó đã rồi các bạn ơi. Hạnh này nó thơm. Thơm lắm luôn các bạn ơi. Ồ, rồi mình lấy miếng hạnh nè, mình quết ra nè. Nóng chảy nước miếng luôn anh thầy. Đó các bạn ơi, rất là ngon luôn. Bây giờ mình sẽ ăn cùng với Hữu Nhân nha. Đó, hai con gà này là Hữu Nhân nói là một người ăn một con đúng không? Dạ. Sai rồi. Anh hai á chỉ trả lời như vậy thôi, chứ anh hai là anh hai nướng hai con, một con là hai anh em mình ăn, còn một con là anh hai để dành cho cha với mẹ. Ok không? Dạ. Ok, thì móc méo với anh hai ơi. Rồi, thì mình sẽ để con này lại cho cha mẹ của mình, còn con này hai anh em mình sẽ ăn thưởng thức cho các bạn xem nha. Rồi, xé đùi ra đi Nhân ơi. Dạ. Ui, đây để anh hai xé, Hữu Nhân xé được không? Dạ được. Được hả? Ok, vậy xé đi. Mạnh lên, để anh hai giật ra cho. Trời ơi, nó hơi nóng hả Nhân? Dạ. Đây, đùi của Hữu Nhân đây. Nhìn là không chảy nước miếng luôn các bạn. Còn đây là đùi của mình nha các bạn. Oh. Mời các bạn ăn cùng mình luôn nha. Ngon không Nhân? Ngon lắm các bạn ơi. Nè, em ăn gà rồi em có thể kèm thêm rau nè, dưa leo cho nó ngon nha. Dạ. Đó, đây mình quết luôn nha các bạn. Đây, quết vô. Rồi mình xin mời tất cả bạn cùng ăn cái đùi gà này với mình luôn nha. Mời các bạn ăn với mình luôn nha. Gà siêu cay. Đã các bạn ơi. Ngon các bạn ơi. Hương vị đậm đà. Thịt này á là không ăn biết thịt của con gà gì không? Dạ gà kia. Đúng rồi, nó rất là dai luôn các bạn ơi. Nó sực 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 luôn. Mình ăn một con là đủ rồi Nhân ơi. Là no luôn á. Dạ. Đây. Mình mời tất cả ba bạn cùng ăn dưa leo với mình luôn nha. Nhân dưa leo luôn Nhân ơi. Dạ. Trời ơi, cái đùi gà của mình vẫn còn nha các bạn. Mời tất cả các bạn nha. Em ăn chung với anh hai nha. Da của nó rất là giòn các bạn ơi. Mà nãy mình quét thêm ở bên ngoài một lớp nó rất là đầy hương vị luôn. Ngon dữ lắm luôn các bạn à. Anh hai xé cho em. Đây. Hủ Nhân cánh phải không? Dạ. Mình xé cái cánh cho Hủ Nhân nha các bạn. Đây. Nó hơi dai Nhân ơi. Dạ. Trời ơi. Thì quá các bạn ơi. Đây, cánh của Hữu Nhân này ha. Dạ, cảm ơn anh hai. Ăn nhiều nhiều vô đi. Mời các bạn ăn cùng mình luôn nha. Cái da nó làm sao Nhân, ngon không? Dạ ngon. Đây, mình ăn thử cái ớt luôn nha các bạn. Trời ơi, thịt nè các bạn có thể thấy nè, nó trắng phao à. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ chấm ăn luôn nha các bạn. Chấm vô. Mời tất cả bạn nha. Thịt trắng phao rồi các bạn ơi. Hai anh em mình nướng quá khéo, thịt nó không bị ứ nha. Mời bạn nha. Xé rau rồi vô ăn lên nha. Yeah. Mình ăn rau thơm vô các bạn ơi. Đúng không? Các bạn biết tại sao mà mình nướng con gà rất là ngon không?
rất là không bị ứ luôn. Đó chính là hai anh em mình chờ rất là lâu, một tiếng mấy luôn các bạn, để bảo đảm cái độ của con gà ăn nó bảo đảm chất lượng nha các bạn. Nãy hai anh em mình nướng lâu không phải không nha? Dạ. Ngoài mà hủ nhân cứ kêu anh hai dở nắp ra coi coi con gà chín chưa, kêu hoài luôn các bạn ơi. Coi con gà rồi mình đã đậy nắp lại rồi, giữ kín thôi các bạn. Anh lén lén ha, mình ở trong nhà nè, anh ra anh dở anh coi coi cái anh vô anh báo mình các bạn, tại vì mình mới đậy mình đi vô mà cái bài hết trơn luôn. Ngon. Quá tuyệt vời. Con gà này là chiều khoảng cơm nha. Ăn sắp no luôn rồi á. Rồi xé gà Nhân ơi, Nhân muốn ăn cái gì? Ăn cánh tiếp hay gì? Em ăn cái này. Rồi, muốn Nhân ăn cái cần cổ hả? Dạ. Rồi để anh hai xé cho ha. Đây nè. Đây, cái cần cổ nè. Đó. Còn mình xử cái ớt luôn nha các bạn. Ôi da của nó nè. Da của nó nè các bạn ơi. Còn ớt bột phía bên trên nữa. Đây, muốn Nhân ăn da không nha? Đây để anh hai xé ra, anh hai chấm đút con Nhân ha. Đây. Chấm vô. Nè Hữu Nhân, ăn đây Hữu Nhân. Nè. Sao da nó giòn không? Vừa nêm không? Cái bên nói với các bạn kìa. Ngon quá các bạn ơi. Tới mình luôn nha các bạn. Cái da. Lưng rất là đã luôn các bạn ơi. Rồi ăn phần thịt này luôn. Thịt trắng phao rồi các bạn ơi. Chấm như Nhân chấm luôn. Mà tất cả bạn nha. Chấm như Hữu Nhân. Dạ. Cắn vô ăn đi. Rất là ngon luôn các bạn. Xem xong các bạn nhớ chia sẻ cho các bạn khác cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại.